Chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình sẽ review cho anh em cái bo mạch loa kéo V152. Đó, bo này là kích thước cao 19 ngang 38 cm nha. Bo này là mình sử dụng cho 4 tấc đôi, 3 tấc đôi hoặc là 5 tấc đơn. Đó, loa 20 25 rồi xài ok hết nha. Đó, công suất thật là 150W nha. Đó, bo này là công suất thật 150W thôi nhưng mà quấn rất là lực nha, không có bể tiếng. Anh em nào muốn trải nghiệm thì là cứ comment cho mình nha. Phụ kiện đi kèm thì nó có dây nguồn sạc nè, và một cái rắc đấu vào bình ắc quy á, và một cái sợi dây đi ra phân tầng cũng như là hoặc là đi ra loa nha. Nếu mà anh em mà không xài phân tầng thì mình ra trực tiếp loa bass luôn. Rồi mình sẽ quay bên sau, phía đằng sau cái bo mình cắm cái rắc này, có cái rắc để mình đấu bình ắc quy á. Thì cái rắc này khi mà cả nhà mua về thì mình sẽ đấu vào đây và mình lắp vào bình ắc quy nha. Trước khi ráp bình ắc quy thì vào bình ắc quy thì cả nhà lưu ý là mình đấu cho đúng cực nha. Đó, đỏ là bên dương và đen là bên âm nha. Đó, vậy là cộng trừ á. Rồi bây giờ mình sẽ quay review mình cũng như là mình hướng dẫn anh em cách sử dụng luôn nha. Mình sẽ đấu vào thực tế cho anh em xem luôn, nếu mà anh em có mua về trải nghiệm á, hoặc là thay thế cái loa nhà mình nó bị hư bo á, hoặc là mình có thể là mình mua lắp ráp mới thì mình xem video nha, là về mình tự ráp luôn, không có cần đem ra tiệm đâu. Thì bình ắc quy lớn nhỏ gì cũng được nha, miễn sao nguồn 12V là được nha. Đó, mình sẽ đấu rắc bình ắc quy vào rồi. Tiếp theo mình sẽ cắm cái rắc này. Cái rắc này là cả nhà đi ra loa nha, hoặc là nếu mà anh em nào mà có sử dụng phân tầng á thì mình sẽ đi vào cái đường in của phân tầng. Sau đó mình đưa cái công bát ra bát thôi, cắm chép ra chép. Thì phía dưới của cái mạch này, phía sau của cái mạch này á, thì nó có cái rắc để mình cắm cái rắc này vào nha. Rồi, hai đầu đỏ đen này là anh em vào phân tầng hoặc là mình có thể đập vào trực tiếp loa bát. Đây, ở đây mình không xài phân tầng, mình có cái loa bát này này, mình sẽ vào trực tiếp. Và đây là một cái chép 250 thì mình đã cản tụ sẵn. Mình sẽ đấu song song cái bát này với cái chép này vào luôn. Thì bát thì ra trực tiếp nha cả nhà. Chép thì mình phải cản tụ. Đó, còn nếu mà anh em mình nào mà sử dụng phân tầng thì phân tầng người ta dập sẵn rồi, mình chỉ có việc là mình hàn dây vào thôi. Bo này thì có hiệu ứng echo thì vẫn đầy đủ nha. Bo này hát karaoke rất là hay nha, và công suất cũng rất là ok luôn. Anh em nào muốn mua về thay bo loa kéo của nhà mình bị hư á, hoặc là anh em nào muốn độ chế loa kéo á, muốn tự lắp á, thì mình trải nghiệm nha, mình mua nha. Rồi, sau khi đấu song song cái bát với cái loa bát ra chép thì mình sẽ hàn vào đây nha. Rồi, hàng xong rồi, bây giờ mình bắt đầu mình trải nghiệm cái tiếng mic, hoặc là mình hướng dẫn anh em cách gắn cái bo mic luôn. Thì cái bo mạch loa kéo nào cũng vậy ha. Phía sau thì nó có cái dây người ta chừa vào đi vào cái cổng mic á. Đây, cái sợi dây này là có 4 cộng nha, để cả nhà mà cắm vào cái bo mic á. Đây, mình sẽ lấy cái bo tín hiệu mic nè, mình sẽ cắm vào. Rồi, đó thì mỗi cái bo mic này nó tương ứng với mỗi cặp mic khác nhau nha, nó đi cái tần số của tương ứng với cặp mic. Đó, thì ở đây mình quay cho anh em xem thôi. Và anh em mà lắp ráp thì mình sẽ bố trí cái bo đó nó cố định vào trong cái thùng. Rồi, bây giờ mình sẽ bật nguồn lên cho anh em xem. Đó, thì cái đèn này, cái đèn nó hiệu ứng là khi mà cái nhà mở nhạc á thì nó chớp nháy cái nhạc nha. À, rất là đẹp nha, cái led nó chớp rất là đẹp nha. Thì cái volume á, volume mà vặn lớn nhỏ thì nó xoay tròn luôn nha. Anh em mà vặn lên hết cỡ thì nó cũng vẫn xoay tròn được nha. Khi nào á mình tắt á, mình tắt mình không xài nữa thì nó trở về mặc định nha, là cái âm lượng nó lên nắp tầm 5 6 gì đó. Anh em muốn lớn lên thì vặn tiếp lên. Đó.
là bên cái mic là cũng vậy nha, bên mic là bên trái á, hai cái nút bự á, nút bự là bên trái là cái âm lượng của micro á, cái tiếng mic, còn bên phải là âm lượng của cái nhạc. Thì bo này là Bluetooth là 5.3 nha, echo thì vào đầy đủ, thì mic delay đồ ok đó. Đây cái nút này là âm lượng của nhạc nha, âm lượng của nó maximum là 32 nha, nhưng mà mình vặn được, nó vẫn chạy vòng tròn hết. Tiếng mic bên đây cũng vậy nha, cũng cao nhất là 32, khi mà mình tắt mình mở lại thì nó trở về mặc định là âm lượng 56 gì đó. Anh em mà muốn lớn lên thì cứ vặn lên nha. Thì ở đây mấy cái nút này là cổng mic đi vào và cổng guitar nha, cổng input output. Đây là nút đầu tiên là reverb nha, reverb. Nút tiếp theo là retire nha, cái guitar và bass chép mic là của nhạc nha. Phía dưới là hiệu ứng echo, echo nè đó, nút này là nút echo này, độ vang nhiều hay ít là do nút này nè. Mic delay thì cả nhà để chừng 50 là được rồi. Là mic bass, mic và mic của chép là cái hiệu ứng cái tiếng của mình á, âm trầm âm bổng cái tiếng mic của mình á, tiếng micro á. Là cả nhà chỉnh vào 3 nút này. 1 2 5 6 7 1 2 Rồi mình mới test tiếng mic cho cả nhà nghe rồi. Anh em nào mà quan tâm tới cái bo này đó, có thể là mua về độ chế hoặc là ráp mới hoặc là thay thế nha, thì comment với mình hoặc là cách bạn giúp Lào, mình sẽ tư vấn cho anh em mua hàng cũng như là đam mê lắp ráp. Anh em nào mà lần đầu tiên mình xem video thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha, và để theo dõi nhiều video mới từ kênh của mình. Giờ thì mình xin kết thúc video tại đây nha, chúc cả nhà đại gia đình xem video vui vẻ nha.